Chào mừng quý vị và các bạn đến với blog Tim Thi Thi. Hy vọng là quý vị và các bạn sẽ có những giây phút thư giãn thật thoải mái với những thông tin được cập nhật hàng ngày trên kênh. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình để chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với chuyên mục tin nóng để cập nhật những thông tin nhanh và nóng trong ngày. Sau đây thì xin cập nhật một số thông tin liên quan đến vụ việc bé trai lớp 1 tử vong trên xe đưa rước. Sau vụ việc trên thì rất nhiều phụ huynh của trường Gateway đã bức xúc và muốn chuyển trường cho con bởi sự tắc trách của những người liên quan. Như tin đã đưa thì vào sáng ngày 6 tháng 8, xe của trường Gateway để đón học sinh, trong đó có em Long đi học. Tuy nhiên đến cuối buổi chiều thì nhà trường thông báo với gia đình sự việc đau lòng. Sau đó gia đình đã đưa thi thể của em tới bệnh viện E và mời cơ quan công an đến làm rõ vụ việc. Gia đình cho biết là cháu bé vốn khỏe mạnh, không hề có bệnh tật gì. Tối ngày 6 tháng 8, thì trường phổ thông liên cấp quốc tế Gateway đã yêu cầu tài xế xe buýt, cô giáo hỗ trợ đưa đón học sinh trên xe buýt và đơn vị cung cấp dịch vụ xe buýt đến trường để làm việc. Theo đó thì lúc xuống xe vào lớp, do có hai bạn học sinh nhỏ đi học những ngày đầu tiên khóc rất nhiều, nên người hỗ trợ là cô Quy đã đưa vào trường và phải lên phòng ăn, không kiểm tra cũng không kiểm đếm lại số lượng học sinh. Tài liệu bàn giao với nhà trường khi trả trẻ, từ người hỗ trợ ghi nhận không hề có vấn đề gì. Trong khi đó thì cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Thủy, phụ trách lớp 1 Tokyo, điểm danh học sinh thì không thấy bé L, nhưng không thông báo bất cứ điều gì với phụ huynh. Trong suốt thời gian xe kết thúc đưa đón học sinh đến trường và quay lại trường vào 16:10, lái xe và người hỗ trợ không kiểm tra lại xe. Khi người hỗ trợ tìm các học sinh để ra về vào buổi chiều thì không tìm thấy học sinh Long và có gọi điện cho cha mẹ của cậu bé. Vào khoảng hơn 16 giờ chiều cùng ngày, người hỗ trợ là người đầu tiên mở cửa xe ra thì thấy bé Long đang nằm sấp dưới sàn cạnh ghế đầu tiên sau tài xế. Sau vụ việc được phát hiện, nhà trường đã đưa bé đi cấp cứu, tuy nhiên thì các bác sĩ cho biết là bé Long đã tử vong trước đó. Chia sẻ với phóng viên, chị Phạm Thị Miên có con đang theo học tại trường quốc tế Gateway cho biết, sau khi nghe tin bé Long bị bỏ quên trên xe ô tô dẫn đến tử vong, chị cùng với rất nhiều phụ huynh khác đau lòng và bức xúc. Nhà chị gần trường lại có thời gian, nên hàng ngày chị đưa con đi học bằng xe máy. Chị Miên cho rằng vụ việc này là trách nhiệm của nhà trường rất lớn. Con nằm trên xe cả ngày dẫn đến tử vong mà nhà trường cũng như người đưa đón không biết. Giáo viên chủ nhiệm cũng không thông báo cho phụ huynh con có đi học hay không là điều không thể chấp nhận được. Chúng tôi nghe tin đã đau xót quá rồi, hỏi bố mẹ học sinh qua đời làm sao mà sống nổi trong trường hợp con cả ngày trên xe như vậy. Chị Min nghẹn ngào nói. Có lẽ do học sinh vào trường năm nay đông hơn các năm trước. Những năm trước số lượng học sinh thấp nên việc đón trả tốt hơn. Năm nay các cô chưa tiếp nhận kịp nên chưa điều hành tốt. Chị Min nói thêm. Con chị Lê Thị Kim Cúc thuộc Đống Đa Hà Nội mới cho con vào học trường Gateway chia sẻ rằng vào ngày đầu tiên con đi học, khi gia đình nhận được thông tin từ nhà trường báo là không tìm thấy con đâu. Sau đó chị Cúc hỏi lại vì sao lại không thấy con, thì cô giáo trả lời có thể là do đi học buổi đầu tiên cho nên bé không biết đường. Tôi nghĩ là cô giáo phải giao con cho người nhận xe phụ trách xe đưa đón con. Chứ để con đi từ trên lớp xuống xe thì con biết xe nào mà tìm vì bé mới học lớp 1. Hôm nay nghe tin một cháu bé tử vong do bị quên trên xe buýt thì tôi chắc là mắc tiền cũng cho con nghỉ học thôi. Số tiền đấy cũng không thể nào bù đắp cho mình một đứa con khác, chị Cúc bức xúc kể. Theo chia sẻ từ các phụ huynh của trường thì học phí cho con học tại trường Gateway chưa khuyến mãi là 180 triệu đồng trên một năm. Còn nếu khuyến mãi rồi là 167 triệu đồng trên một năm, bao gồm việc đưa đón con. Một phụ huynh có con học lớp 1 tại trường sáng nay đã đến sớm để làm việc với nhà trường. Tuy nhiên đến 9 giờ sáng buổi làm việc vẫn chưa diễn ra nên bà ra về. Bà cho biết là gia đình quá bức xúc trước cái chết của cháu bé. Nhà trường thì quá vô trách nhiệm, các cô giáo phụ trách trên xe cũng vô trách nhiệm. Một ngôi trường rất lớn nhưng tắc trách thì gia đình không biết gửi gắm con vào đâu. Hôm qua có mặt ở viện nhìn cháu bé tôi xót xa quá. Hiện nay tình trạng xe đưa rước học sinh thì rất là nhiều. Nhưng để xảy ra tình trạng như thế này, gia đình sẽ cho con chuyển trường. Không thể để con theo học một nơi mà quy trình lỏng lẻo vô trách nhiệm như vậy được, phụ huynh này nói. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hy vọng là quý vị và các bạn yêu thích những thông tin vừa rồi. Nếu yêu thích thì hãy chia sẻ cảm nhận của mình bằng cách để lại comment phía bên dưới. Bây giờ thì quý vị và các bạn có thể nhắn tiếp vào đây để chúng ta xem thêm những video khác.
Quý vị và các bạn nếu chưa đăng ký nhận tin thì hãy nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình để chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau.